Hay đấy. Hay. Một tài năng như vậy. Dở banh nóc cái khẩu hình của bạn thì cũng không có luôn. Mặc dù là cậu ấy nhìn thế thôi, nhưng mà thực sự là cậu có giọng hát đấy. Cùng với chủ tịch tập đoàn Makeup là thấy là hát hay. Dần dần quên đi mình là ai, nhờ ai.